nói cho mọi người biết là Đạt sẽ tạm dừng TikTok một thời gian. Đạt Villa, tên thật là Đặng Thành Đạt, sinh năm 1994 là một trong những cái tên nhận được đông đảo sự quan tâm của netizen thời gian vừa qua. Ngoài câu chuyện tình yêu với Vihya, TikToker Indonesia, đời tư của hot TikToker này cũng khiến nhiều người bàn tán xôn xao, có cả những ý kiến trái chiều. Mới đây, Đạt Villa tiếp tục gây bất ngờ với fan nói riêng và dân mạng nói chung khi thông báo sẽ tạm dừng TikTok một thời gian. Cụ thể trong buổi livestream tối ngày 3 tháng 5 vừa qua, Đạt Villa chia sẻ, Đạt cảm ơn các anh, các chị và các bạn của gia đình Villa đã yêu thương và ủng hộ Đạt trong suốt thời gian qua. Đạt đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu rồi và quyết định hôm nay sẽ nói cho mọi người biết. Đạt sẽ tạm dừng TikTok một thời gian, không sử dụng TikTok nữa. Có thể sẽ đăng video nhưng like thì sẽ không like nữa. Và khi thông báo quyết định của mình với fan, Đạt Villa tỏ ra khá xúc động, ngập ngừng và mắt rơm rớm nước. Ta như thế này. Khi mà Đạt đến nhà Vidya thì bạn có được gặp gia đình của Vidya không? Có. Khi Đạt đến nhà của Vi thì Đạt có được gặp mẹ của Vi và gặp bố của Vi, ba. Và cảm giác bạn người thế như nào? Cũng là thật sự là Đạt không nghĩ là Đạt được chào đón một cách tình cảm như vậy. Đó là cái buổi gặp đầy cảm xúc. Đúng là buổi gặp đầy cảm xúc. Và khi ra về cũng vậy. Ra về thì mẹ khóc. Nói chung là những buổi gặp của Đạt với gia đình Vi là những buổi gặp đầy cảm xúc. Mà Đạt sẽ nhớ những cái buổi gặp đó. Và Đạt cũng đã hứa là Đạt sẽ còn quay lại vào một ngày gần nhất sớm. Có thể sớm nhất có thể. Vậy thì ngược lại đi, từ chiều ngược lại. Mình xin phép được đào sâu hơn câu chuyện này. Gia đình của Đạt thì sao? Có biết đến câu chuyện này không? Có, gia đình của Đạt cũng rất mong muốn. Gia đình của Đạt cũng rất mong muốn là Đạt dẫn được Vi về Việt Nam để gặp bố mẹ Đạt và bà nội, nhất là bà nội Đạt. Muốn dắt Vi về Việt Nam để gặp Vi. Và bà trong thời gian mà Đạt sang Indo thì bà cũng đã có gọi điện call với Vidya. Call video cùng Đạt và Vidya đã nói chuyện với bà. Và Vi cũng có nói chuyện với bà và hai người nói chuyện rất là vui vẻ. Và chúng tôi thấy là dường như câu chuyện này nó cảm giác nó được sắp xếp từ trước. Ý mình đây là sắp xếp giống như kiểu là hai bạn đến bây giờ mới có duyên gặp nhau ấy. Đến giờ mới có duyên gặp nhau và mọi thứ đã được sắp xếp để hai người có cơ hội được gặp nhau này, có cơ hội được quen nhau này, và gia đình cảm giác là rất ủng hộ, đúng không? Và sự sắp xếp này có lẽ là do gọi là ông trời đi, và có lẽ là rất tình cờ. Nhưng mà Khôi tạm gọi là vô tình được sắp xếp vào cái duyên này ấy, thì nếu mà để dùng một từ để miêu tả về mối quan hệ này thì bạn sẽ chọn từ gì và tại sao? Mối quan hệ của hai đứa. Đúng rồi. Nó như kiểu hai từ cơ duyên thôi. Hoặc là như kiểu may mắn khi, thực sự là giống như kiểu một cái sản phẩm của âm nhạc, như kiểu may mắn khi có em ấy, là cái từ may mắn. Cái từ may mắn khi hai đứa được giao lưu, mà như kiểu là gọi là cái đấy là trận giao lưu của hai nước do TikTok sắp xếp. Và hai đứa là hợp duyên và tìm hiểu nhau thôi. Thế còn nếu mà mối quan hệ của Khôi và Đạt thì dùng từ gì để miêu tả? Hai từ... Nói chung là em quen ông này thì em nghĩ là đấy là cái nghiệp của kiếp trước. Hai từ thất vọng. Cái nghiệp của kiếp trước thì mới quen ông này. Nào nghiệp kiếp trước? Không biết là một kiểu... cái là nhân duyên, còn một cái là nghiệp duyên. Nghiệp duyên, cái này là nghiệp duyên. Và mong em cũng mong muốn nói chém mồm thôi, không nói. Nhưng mà ví dụ như kiểu em hay trêu với Đạt là như kiểu tại sao tao phải gặp mày nhỉ? Sau khi đó tao phải đi cái này cái kia. Nhưng mà tao thấy cuộc đời tao bất lực, khổ cực khi gặp mày. Tại vì nói chung là em sẽ phải làm nhiều thứ hơn một chút, nhưng mà Đạt sẽ nói là bây giờ cái số anh đã vất vả rồi thôi, anh đừng vất vả vì ai cả. Không, anh vất vả một anh, mình em thôi. Anh nói thế là sai rồi. Đúng thế mà gì, lúc mà đi sai thì... Để em nói lại này, để em nói lại cho, có nghĩa là như này, anh Khôi có nói với Đạt là như này. Vì sao cuộc đời tao lại gặp mày? Thì tao gặp mày là tao khổ. Thì Đạt có giải thích cho anh Khôi biết là như này. Thế em hỏi anh gặp ai là không khổ? Anh gặp ai cũng thế mà, đúng không? Anh gặp ai cũng thế, vẫn phải quay, vẫn phải chụp cho người ta mà, đúng không? Thì đằng nào cái số anh, ông trời đã sắp xếp số anh đã khổ rồi. Thì anh vì sao vì anh em không khổ vì em? Đấy. Khổ vì anh em đúng không? Là và anh thôi, mình cứ nghĩ là khổ trước sướng sau đi. Đấy. Và lúc nãy là mình nhớ là Khôi nói một từ rất hay, đây là may mắn khi có em. Nó lại tình cờ trùng với tên một bài hát. Đó. Thế thì bây giờ
coi như là thử thách cũng như là một món quà tặng cho các bạn khán giả mà theo dõi và rất đông các bạn khán giả. Thì bây giờ bạn có thể thể hiện ca khúc này không? May mắn khi có em. Gửi các bạn khán giả một đoạn thôi cũng được, hay là cũng được. Ok, có beat luôn nhá, hay là hát không? Hát bởi vì là mọi người nghe Đạt hát rất là nhiều rồi. Nên là thôi hát bây giờ hát không beat đi cho nó lạ. Cho mọi người cảm giác là cái giọng Đạt nó chua đến mức độ nào. Ok. Bây giờ thế thì bên cạnh Đạt là Khôi, bây giờ sẽ hóa thân thành Vidia. Không không ạ, không được, không thể, không một ai có thể hóa thân thành Vidia được. Ngay đây, đây. Không không không, không bất kỳ một cái gì có thể hóa thân thành Vidia được. Thế thì nào, xin mời. Bây giờ sẽ là may mắn khi có em từ Đạt Villa. Nhưng mà thật sự trước khi hát thì Đạt có nhắn nhủ đến mọi người một câu như này. Mọi người hãy đeo tai nghe nhưng nhớ là đừng cắm vào điện thoại. Đeo không thôi nhá. Đừng bật mic to nhá. Và bật giảm hết âm lượng nhé mọi người. Và một lời nhắn nhủ nữa là mọi người đừng mọi người thấy em hát không hay, mọi người bỏ em làm nào. Thì bảo thì số mà anh chịu đi, lận lận thôi, phải chịu. À thế à, thế thôi. Giống như kiểu là cái việc mà bạn Khôi phải gặp Đạt ấy. Đúng rồi. Rồi. Ok, và bây giờ em sẽ hát một đoạn để dành tặng mọi người. Ok, xin phép Đạt một tí. Thank you for our audience from Indonesia. So now Đạt will sing a song to send for all of you. The song named Lucky to Have You. Bây giờ anh có thể bắt nhịp cho em được không? Anh bắt nhịp kiểu 2, 3 chẳng hạn đấy. 2, 3. Bắt nhịp phải có tâm mà, chứ bắt nhịp 2, 3 nhạt nhau thế. Rồi lại nha. 2, 3. Chỉ mong đời ta sẽ kết duyên cùng nhau gặp... Vượt. Tại anh đấy. Cân bản nào. Nhiều khi kiểu mình hát ấy, mình thả cảm xúc vào cái bài nhiều quá nhưng mà mình lại nghĩ đến cái con này. Sao lại con này? Sao lại con này? Nghĩ đến anh Khôi nên là mình quên. Lại nhé mọi người. Lại nào. Anh đừng có 2, 3 cái kiểu mà hai... Anh 2, 3 chuyên nghiệp lên một tí, nhẹ nhàng lên. Chuyên nghiệp. 2, 3. Chỉ mong đời ta sẽ kết duyên cùng nhau vượt bão phong ba, luôn có anh ở đây mà. Thôi nhá mọi người, thế thôi, mọi người cái khúc tao, cái câu sau là cái cao nên không cao, hát không được. Được. Đúng rồi. Không, bình thường vẫn không. Nó vẫn hát chay nhưng mà hát chay bình thường mà. Nhưng mà cái căn bản là thật sự mọi người, mỗi khi em hát bài này là em lại nhớ đến Vidia, thật sự. Bởi vì là mọi người biết đấy, đặt chân đến sân bay là em đã mở bài nhạc này rồi. Đặt chân em bước lên cái xe của em đã mở bài nhạc này rồi và em mong muốn là khi Vi về Việt Nam em sẽ tự chở Vi bằng xe của em đi chơi chứ đó. Không phải chở Khôi nữa. Không, em là em luôn luôn là ngồi sau, luôn luôn là ngồi sau. Thế thì nhân đây đi, các bạn khán giả Indonesia trên Facebook có bảo là Đạt có muốn nói lời gì với Vidia không? Nhân chương trình này và tôi tin rằng là video clip này, buổi livestream này sẽ được Vidia theo dõi. Thì giờ là lúc để Đạt có thể gửi lời gì tới Vidia. So now the time for Đạt to send some words to Vidia. I hope everyone, the people from Indonesia can share this livestream, this video clip to Vidia can watch it. Thank you. Cái lời mà em muốn gửi đến Vidia thì em cũng nói với Vi rất là nhiều rồi. Nhưng nhân chương trình này em cũng muốn nói lại thêm một lần nữa. Đó là Hãy mạnh mẽ. Đừng quan tâm đến những cái lời nói của bất kỳ ai để chia rẽ tình cảm của chúng ta. Và hãy nhìn vào tình cảm của chúng ta dành cho nhau. Mạnh mẽ đấu tranh để chúng ta có thể giành được kết quả như hai chúng ta mong muốn. Vậy thôi, em chỉ muốn chia sẻ cái câu nói đó thôi. Để cho Vidia và mọi người có thể hiểu được áp lực của Vidia và em hiện tại là như nào. Cảm ơn Đạt và cảm ơn các bạn khán giả. Có một bạn khán giả là Pakajuki nói là don't be sad Đạt, đừng buồn.